Phật thuyết Bảo Kiếp Ấn Dharani, The Story of the Kekkisiu Dharani. Đức Phật Thích Ca. Kim Cang Thủ Bồ Tát. Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang. Vào một buổi sáng nọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng hàng đệ tử đến nhà Bà La Môn Vô Cấu Diệu Quang để thọ thực. Lành thay Thích Ca Mâu Ni Phật, những hạnh làm ngày nay của Ngài thật là cảnh giới cực thiện. Và còn Bà La Môn, hôm nay ông sẽ được lợi ích lành lớn lao. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà xuất hiện ánh sáng này? Vì sao mắt của Như Lai rơi lệ như thế? Và do đâu mà mười phương chư Phật kia cũng phóng quang minh tốt lành đến nơi đây? Kính mong Như Lai ở giữa đại chúng hãy giải trừ mối nghi của con. Đại bảo tháp này tích chứa toàn thân xá lợi của Như Lai, vô lượng ức mật ấn pháp yếu tâm Đà La Ni của tất cả Như Lai đều ở tại trong đó. Thật kỳ diệu thay thưa Thế Tôn, đại chúng chỉ mới nghe về việc đó mà đã được công đức thù thắng như vậy. Hè huống là nghe diệu lý thâm sâu về chí tâm khởi tính thì sẽ được bao nhiêu công đức? Nếu ai đọc tụng quyển kinh này, tức là bằng đọc tụng hết thảy kinh điển của quá khứ, hiện tại cùng vị lai của chư Phật thuyết giảng. Do bởi đọc tụng kinh này, 99 tỷ ức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng chánh giác đều đến, trùng trùng điệp điệp, dày kính như hạt mè, chồng chất lên nhau, không một lỗ hổng. Ngày đêm chư Phật kia đều hiện thân gia trì cho người ấy. Vô số hằng hà xa tất cả chư Phật Như Lai như thế, số trước tụ hội chưa đi, số sau trùng trùng lại đến. Chư Phật vụt đến rồi đi, ví như các mịn xoáy cuộn ở dòng nước xiết. Chư Phật đi rồi lại đến, không một chút đình trệ. Nếu ai dùng đất, đá, gỗ, vàng, bạc, đồng hoặc chì để xây tháp rồi biên chép thần chú này,
và an trú vào bên trong. Khi mới vừa an trú xong, tháp đó sẽ trở thành tháp bảy báu. Do uy lực của thần chú, tháp bảy báu có diệu bảo tạng của thần thân xé lợi sẽ vọt cao đến giữa cung trời sắc cứu cánh. Tháp đứng sừng sững, hết thảy chư thiên ngày đêm sẽ chiêm ngưỡng, thủ hộ và cúng dường. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà pháp này có công đức thù thắng như thế? Phải biết đây là do sức oai thần của bảo khiếp ấn Đà La Ni này. Kính mong Như Lai thương xót chúng con mẹ tuyên thuyết Đà La Ni. Hãy lắng nghe, tư duy và chớ lãng quên. Phân thân uy quan của tất cả Như Lai ở hiện tại cùng vị Lai và toàn thân xá lợi của chư Phật thuở quá khứ đều ở tại bảo khiếp ấn Đà La Ni này. Tam thân của chư Như Lai đó cũng ở tại trong này. Namo Sitriya Tivikanam Savatathakadanam Ong Bui Bawadawari Wachari Wachathai Suru Suru Taratara Savatathakadatatutari Barma Bawadi Jayawari Mudri Semara Tathakadatama Chakra Prawatana Patribodhi Panna Ramukara Ramukridi Savatathakadatitidi Bodhaya Bodhaya Bodhi Bodhi Buddha Buddha Sambudhani Sambudaya Cara Cara Carandu Sawa Paranani Sawa Papavikadi Hru Hru Sawa Sukhavikadi Sawa Tathagata Haridaya Patrani Sambara Sambara Sawa Tathagata Sukhya Tarani Mudri Budi Subudi Sawa Tathagata Tithita Tatukadi Swaha Samaya Tithidi Swaha Sawa Tathagata Haridaya Tatu Mudri Swaha Supra Tithita Sudubi Tathagata Tithidi Guru Guru Hung Hung Swaha Om Sawa Tathagata Usnisa Tatu Mudrani Sawa Tathagata Satatui Kusita Tithidi Hung Hung Swaha. Vào đời mạt pháp, trong bốn chúng đệ tử hoặc thiện nam tín nữ nào, nếu có ai vì đạo vô thượng mà tận lực tạo tháp và an trí thần chú, thời công đức có được nói không thể cùng tận. Nếu có người đến nơi tháp để cầu phước, họ đem theo một nén hương hay một cành hoa để cúng dường lễ bái và đi vòng bên phải, thời do bởi công đức ấy, quan vị vinh hiển không cầu tự đến, phú quý trường thọ không mong tự tăng, ân gia đạo tặc không đánh tự bại, oán niệm bùa chú không diệt tự lui, dịch bệnh tà khí không trừ tự lánh, chồng hiền vợ thảo không cầu tự được, trai hiền gái sinh không mong tự sanh, tất cả sở nguyện tùy ý mãn túc